ýi bái ủ rứa thiên ngày một trăm năm sáu hãy nghe và nhắc lại canh nói đi về cao gót không dễ đi lại với nghĩa khó đi lại trang cao cân xía buồn khó dẫu cao cân xía buồn khó 穿高跟鞋不好走。bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng chung, một hai câu thôi。ý而已, ồ hóa xa là vậy, 哦，华萨拉飞。哦，原来是这样。天威杰里，下微信吧。甜甜福，麻饭，đồ ngọt chủ yếu chỉ đồ điểm tâm ngọt，甜品。 Mở một công ty du lịch. Khai y gia lưu yếu công sư. Trước tiên đem tiếng Việt học tốt đã rồi nói. Xin bà Việt Nam ngữ Đại khái khoảng mấy giờ? 大概几点. chị ấy gọi mình tối cùng đi siêu thị. từ khi vừa bắt đầu thì đã học như vậy rồi.从一开始就这样学了. 不好不使用，一边学习一边使用。在机突下，学校住学校宿舍，收拾房，整理房间，联系过微信呢。 微信联系。另外。马上去。更准备给自还要准备什么连等太费 m ộ 上楼换一下鞋。 Đi dưới cao gót không dễ đi lại. Trang cao gân xía bổ khó dấu.